khắc cốt ghi tâm này. Đừng bao giờ kết hợp cá với những thứ này nếu không muốn cả nhà phải đi cấp cứu nhập viện. Nhờ có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, lại dễ ăn khi có thể chế biến được thành nhiều món ăn ngon và cũng dễ tiêu hóa, nên cá rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu ăn cá không đúng cách, lại có thể gây ra tác dụng ngược lại cho sức khỏe. Đặc biệt là khi bạn vô tình kết hợp cá với một số thực phẩm khắc tinh. Cá khi kết hợp với thực phẩm khắc tinh sẽ gây ngộ độc. Việc kết hợp các loại thực phẩm với nhau để có được món ăn thơm ngon, bắt mắt là điều thường gặp trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc kết hợp này cần có sự hiểu biết, bởi có những loại thực phẩm là khắc tinh của nhau. Việc dùng chúng trong một món ăn là một điều cấm kỵ, và hiệu quả khi ăn phải những món ăn chứa những thực phẩm kỵ nhau mà có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Các tài liệu y học cổ truyền đã cung cấp rất nhiều thông tin về những thực phẩm không được phép kết hợp với nhau cũng như hậu quả mà chúng có thể gây ra với sức khỏe. Ngoài ra, những thông tin này còn được cha ông ta truyền qua các kinh nghiệm dân gian, bài thuốc dân gian. Và cá cũng là một trong những thực phẩm dễ gây ngộ độc nếu kết hợp sai với thực phẩm khắc tinh. Có thể kể đến một số sự kết hợp vô cùng nguy hiểm như cá trắm với tỏi, cá chép và thịt cầy, cá chạch với gan trâu bò. Đặc biệt, những người có cơ địa đặc biệt cần hết sức cẩn trọng khi ăn các loại cá biển để tránh bị dị ứng. Triệu chứng thường xuất hiện khi bị dị ứng cá biển là nhức đầu, buồn nôn, mẩn ngứa, đau bụng, khó thở, mặt và người đỏ bừng. Những thực phẩm tuyệt đối không nên ăn kèm với cá. Khi chế biến các món ăn từ cá, cần chú ý những thực phẩm kiêng kỵ dưới đây để bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và người thân. Cá trắm kỵ tỏi. Không nên ăn chung tỏi với cá trắm vì sẽ dễ bị chứng bụng, đầy hơi, sinh ra sáng. Cá chép kỵ thịt cầy. Cá chép chứa nhiều hoạt chất sinh học và thịt cầy cũng là thành phần dinh dưỡng vô cùng phong phú. Vậy nên, hai loại thực phẩm này khi ăn cùng với nhau sẽ xảy ra phản ứng hóa học phức tạp, sản sinh ra các chất có hại cho cơ thể. Cam thảo là khắc tinh của cá chép. Ăn cá chép, tuyệt đối không được ăn cam thảo, bởi cả hai đều có tính vị ngọt bình. Nhưng theo đông y, cam thảo có tính lạnh, dùng chung với cá chép sẽ dễ khiến cơ thể ngộ độc. Cá chạch kỵ gan trâu, bò. Thịt cá chạch khi kết hợp với gan trâu, gan bò sẽ sinh chứng phong, rất nguy hại cho sức khỏe. Ngoài ra, không nên kết hợp cá chạch với quả mai khô hay cá chạch với giấm để tránh sinh độc và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Cá chép kỵ thịt gà, lá tía tô. Khi ăn chung cá chép với hai loại thực phẩm này sẽ gây ngộ độc và nóng trong, sinh mụn nhọt. Cá điếc tối kỵ gan heo. Nếu ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ sinh độc. Cá mực kỵ hồng, thị và đường đen. Khi kết hợp cá mực với một trong ba loại thực phẩm này sẽ sinh ra độc tố và gây ngộ độc cho cơ thể. Thịt cá thu và thịt lương rất kỵ nấu bằng củi gỗ dâu. Không chỉ kết hợp với một số thực phẩm mới nguy hiểm mà thịt cá thu và lương cũng rất dễ sinh ra các độc tố nếu được nấu bằng củi gỗ dâu. Ngoài ra, các loại cá biển khác như cá ngừ đại dương, cá hồi, cá thu đều dễ gây dị ứng đối với những người có cơ địa dị ứng. Mặc dù giá trị dinh dưỡng và giá thành các loại cá này rất cao, khi bị dị ứng cá, cơ thể sẽ có những biểu hiện khó thở, nổi mẩn đỏ, khó tiêu hóa, thậm chí là sốc phản vệ ngay sau khi ăn. Do vậy, để tránh dị ứng khi ăn cá, những người có cơ địa dị ứng nên chọn ăn các loại cá sạch nước ngọt thay vì ăn các loại cá biển. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho bạn để tránh gặp nguy hiểm cho sức khỏe khi ăn uống. Chúc bạn sống vui khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá ớt, bài thuốc quý cứu sống người bị tai biến trong vòng 1 phút. Đối với tất cả mọi người và mọi nhà, tai biến mạch máu não là nỗi ám ảnh rất lớn. Lá ớt làm nên thức uống kỳ diệu, giúp hồi tỉnh bệnh nhân tức thời
mà bất kỳ ai cũng nên nắm lòng để sử dụng khi cần. Tai biến mạch máu não là biến chứng thường gặp ở những bệnh nhân có tiền sử bị tiểu đường, bệnh tim, xơ vỡ động mạch, cao huyết áp. Căn bệnh này xưa nay được xem là bệnh của người già. Thế nhưng nhiều năm gần đây, tai biến mạch máu não ngày càng trẻ hóa. Kể cả những người trẻ cũng mắc căn bệnh này nếu không được quan tâm, điều trị đúng các bệnh về huyết áp và tim mạch. Theo thống kê, tai biến mạch máu não là một trong ba căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất. Bệnh để lại nhiều di chứng nặng nề, có thể là bán thần bất tọa, méo miệng, thậm chí gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc trang bị cho mình và người thân các kiến thức về căn bệnh nguy hiểm này là điều rất cần thiết và quan trọng để có phương pháp cấp cứu và duy trì sự sống cho người không may mắc phải. Theo y học cổ truyền, ớt chỉ thiên có vị cay, nóng, tác dụng khoan trung, tán hàn, kiệt tỳ, tiêu thực, giảm đau, thường dùng để chữa đau bụng do lạnh, tiêu hóa kém, đau khớp. Theo Lương y Hồ Minh, Hội Đông y Thành phố Hồ Chí Minh, khi xác định một người bị tai biến mạch máu não trong tình trạng mê man, nếu không cấp cứu kịp thời thì di chứng để lại nặng nề, hoặc chết, hoặc tàn phế suốt đời, nhẹ thì liệt nửa người, nặng thì liệt toàn thân. Nguy cơ này rất cao nếu người bệnh ở các vùng sâu xa hay những nhà cao tầng, xa khu dân cư khiến xe cấp cứu không đến kịp. Lương y Hồ Minh cũng cho biết, trong trường hợp tai biến mạch máu não, người thân ngay lập tức dùng loại lá của cây ớt chỉ thiên để cấp cứu bệnh nhân theo cách sau. Nguyên liệu: lá ớt chỉ thiên 100g, muối 2g, nước 500ml. Cách dùng: lá ớt tươi rửa sạch dưới vòi nước, chú ý lấy loại lá già để có tác dụng tốt nhất. Cho lá ớt vào cối hạt máy xay, dùng với 500ml nước đun sôi để nguội, cho thêm vài hạt muối. Lọc phần nước cho bệnh nhân uống, phần lá ớt đắp vào răng sẽ giúp bệnh nhân mau chóng phục hồi. Theo Lương y Hồ Minh, trong tình cảnh bệnh nhân bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, việc dùng bài thuốc lá ớt không gây biến chứng nguy hiểm như việc dùng kim chích 10 đầu ngón tay. Dấu hiệu người bị tai biến mạch máu não: miệng méo sang một bên, bỗng dưng không nhìn thấy, mắt mờ, thấy điểm mù, mờ một bên, cảm thấy tê dại ở một nửa người, nhất là tay hoặc chân, người yếu dần rồi rơi vào hôn mê, ù tai, đi đứng không vững. Ngoài ra, một số triệu chứng khác bao gồm đau đầu, nôn ói, thậm chí là co giật. Cách đơn giản để xác định người đó có đang mắc phải tai biến mạch máu não hay không, hãy làm các cách sau. Đề nghị người bệnh cười. Đề nghị người bệnh nói. Đề nghị người bệnh giơ tay lên. Nếu họ gặp bất kỳ trở ngại nào trong ba điều trên để duy trì sự sống và hạn chế các biến chứng, hãy mau chóng dùng bài thuốc từ lá ớt chỉ thiên nói trên và gọi cấp cứu tới cơ sở y tế gần nhất. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thần y tuyên bố đã tìm ra bài thuốc đặc biệt có thể chữa khỏi ung thư vàm họng, hàng ngàn người mừng rơi nước mắt. Bài thuốc đặc biệt của thần y có thể chữa khỏi ung thư vàm họng, xin chia sẻ cho nhiều người được biết nhé. Với bài thuốc gia truyền từ năm đời nay, lương y Nguyễn Văn Tương, 80 tuổi, trú tại thôn 3, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, đã chữa khỏi cho rất nhiều người mắc bệnh ung thư vàm họng. Hơn 50 năm gắn bó với nghề thầy thuốc, mọi người đến với ông như một vị thần y của những người dân nghèo. Bài thuốc gia truyền năm đời. Nơi ở của lương y Nguyễn Văn Tương là ngôi nhà cấp 4 đã cũ nát, nhưng mấy chục năm nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho những bệnh nhân về yết hầu, bệnh ngoài da và đặc biệt là bệnh ung thư vàm họng. Bất kể ai bị bệnh đều được ông Tương bắt mạch, hướng dẫn bóc thuốc, chữa bệnh. Vốn là một lão nông, quanh năm gắn bó với đồng ruộng, nhưng lương y Nguyễn Văn Tương đã sở hữu bài thuốc gia truyền qua nhiều thế hệ. Ông cho biết,
Việc chữa bệnh chỉ là để giúp người dân, còn kinh tế của gia đình ông vẫn phụ thuộc chủ yếu vào cây lúa. Gia đình ông bốc thuốc chữa bệnh từ xa xưa, ai biết thì tự tìm đến chữa. Trước đây, bệnh nhân chủ yếu là người trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhưng khi ông chữa cho nhiều người khỏi bệnh, thì người dân ở các tỉnh thành trong cả nước cũng tìm đến. Đã bao đời nay, gia đình chúng tôi vẫn bốc thuốc chữa bệnh cho người dân. Tôi cũng không rõ sự tích về nguồn gốc các bài thuốc này, nhưng các bài thuốc gia truyền đã có từ rất lâu rồi. Tôi là đời thứ năm được truyền lại. Mỗi thế hệ chỉ được truyền lại cho một người duy nhất, phải là người chịu khó, kiên trì và đặc biệt phải có tâm. Nếu đúng là bệnh yết hầu, ung thư vàm họng thì đảm bảo tôi sẽ chữa khỏi. Lương Y Tương khẳng định. Tiếng lành đồn xa, hàng trăm bệnh nhân nghèo không chỉ trong vùng mà nhiều vùng lân cận tìm đến nhờ ông thăm bệnh, bóp thuốc. Ông tâm niệm rằng họ tin tưởng mới tìm đến đây nên mình phải cố gắng hết sức để giúp đỡ. Hiện nay có nhiều bệnh nhân từ các tỉnh xa tìm đến xin được chữa bệnh. Một trong số đó là ông Tạ Văn Bình, 60 tuổi, trú tại số nhà 45, ngõ 515, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Bị ung thư vàm họng khá lâu, đã chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình không thiên giảm. Chỉ qua 6 ngày tìm về nhà Lương Y Nguyễn Văn Tương chữa trị, nay bệnh tình ông Bình đã đỡ rất nhiều. Bệnh nhân có thể mang thuốc về nhà dùng mà không cần phải ở lại điều trị nữa. Trong thời gian nằm bệnh, được một người quen ở Hà Tĩnh mách nước, trong này có thầy Tương chữa được bệnh ung thư vàm họng bằng thuốc nam rất giỏi, nên tôi khăn gói về đây nhờ thầy giúp. Quả đúng không uổng công một chuyến đi vất vả, nhờ thầy Tương mà giờ bệnh của tôi đang trong giai đoạn phục hồi, ông Bình tâm sự. Qua nhiều năm hành nghề, Lương Y Nguyễn Văn Tương đã khám và bốc thuốc chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân. Đến giờ, chính bản thân ông cũng không nhớ nổi mình đã chữa hết bệnh cho bao nhiêu người. Bà con tìm đến nhiều để chữa bệnh, bởi ông có nhiều bài thuốc hay, trị mau lành mà lại không phải băn khoăn lo lắng về chuyện tiền nong. 50 năm chữa bệnh giúp dân nghèo. Lương Y Nguyễn Văn Tương cũng cho biết thêm, ung thư vàm họng vào giai đoạn cuối đã xuất hiện di căn hạch ở cổ. Tiếng nói hoàn toàn mất, tinh thần uất ức, toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu váng, hoa mắt, mặt xanh, vàng bủng, hai má đỏ gai lên, hò ngắn hơi, nôn ra đờm, hạch ở hai bên cổ cứng, không di động, ấn vào thấy đau nhiều. Khe hở giữa sườn biến thành rộng ra, dưới hạng tim hơi nhỏ, khô và có tiếng kêu, có tính yếu ớt rời rạc. Chất lưỡi đỏ thẫm, rêu lưỡi trắng bệt và nhảy, mạch hạt sát. Nếu không chữa trị kịp thời, sẽ rất nguy kịch đến tính mạng. Khi người bệnh đến tìm, được xin chữa trị, sẽ được Lương Y Nguyễn Văn Tương khám và chữa bệnh bằng cách cho ngậm một loại nước thuốc. Sau đó bệnh nhân sẽ xúc miệng một lần. Chỉ cần nhìn qua nước xúc miệng bệnh nhân thải ra, Lương Y sẽ biết mức độ bệnh để có cách chữa trị phù hợp. Thuốc chữa bệnh là loại thuốc nam, kết hợp giữa nước thuốc xúc miệng và thuốc đắp ở cổ. Nhờ các loại lá tươi trong rừng, các bụi rậm cộng với một số loại thuốc Lương Y Tương đã bào chế sẵn, đem trộn lẫn cho người bệnh dùng. Vì một số vị thuốc phải là loại lá tươi nên ông thường xuyên đi vào rừng để tìm kiếm. Đặc biệt khi đi hái lá thuốc chỉ được đi với thời điểm gà gáy đầu tiên thì thuốc mới có hiệu quả. Công việc tuy vất vả nhưng suốt 50 năm qua ông vẫn đều đặn làm việc giúp dân nghèo. Chi phí khám và chữa bệnh tại nhà Lương Y Nguyễn Văn Tương rất hợp với túi tiền của người nghèo. Bệnh nhân cắt thuốc được ông bắt mạch, khám bệnh miễn phí, chỉ 7.000 đồng một thang thuốc, bao gồm thuốc đắp và thuốc xúc miệng. Đối với các bệnh nhân nghèo hay từ xa đến, ông chỉ lấy 40.000 đồng trên một thang thuốc. Nhớ lại những ngày tháng mệt mỏi về bệnh tật của mình, ông Trần Đình Mậu, 78 tuổi, trú tại thôn Tư, thị trấn Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi về việc chiến với bệnh tật. Ông Mậu kể, vào cuối năm 2013, cổ ông xuất hiện một u cục có kích thước khá to. Thế nhưng do chủ quan, đến đầu năm 2014, ông mới đi khám tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tá hỏa khi biết mình bị ung thư vàm họng.
Khi bệnh nặng, ông không ăn uống được bất cứ thứ gì, lại bị ho ra máu. Sức khỏe suy giảm rõ rệt, đặc biệt do xạ trị quá nhiều nên bị cháy một phần thành họng. Chính vì vậy, sau khi xạ trị, thanh quản ông bị ảnh hưởng trầm trọng. Vì sức khỏe quá yếu nên phần họng của ông bị viêm nặng. Ông uống đủ các loại thuốc Tây nhưng không khỏi. Ông mạo đến tất cả các bệnh viện lớn như bệnh viện Lao, bệnh viện Tai Mũi Họng, bệnh viện 108, nhưng các loại thuốc gần như vô hiệu. Sau khi được người bà con mách nước, ông Mậu đã tìm đến lương y Nguyễn Văn Tương để chữa trị. Hơn 2 tuần, uống thuốc nam do lương y Tường bào chế, bệnh tình của ông Mậu đang tiến triển tốt. Bây giờ ông đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Khi phát hiện mình bị ung thư vạm họng, gia đình đã đưa tôi đi điều trị tại nhiều bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Người nhà cũng đã chuẩn bị hậu sự sẵn cho tôi, vì chẳng ai nghĩ mình sẽ qua khỏi. May mắn là nhờ có bài thuốc gia truyền của thầy Tương, đến nay bệnh tình của tôi đã gần khỏi hẳn. Giờ đây, ở cái tuổi xưa nay hiếm, lương y Nguyễn Văn Tương vẫn miệt mài đi hái thuốc, chữa bệnh cứu giúp dân nghèo. Sau hơn 50 năm bóc thuốc chữa bệnh, điều khiến ông trăn trở lớn nhất có lẽ là việc ông chưa chọn ra được người nối dõi để giữ gìn những bài thuốc quý của dòng tộc. Vì đây không phải là việc dễ. Dễ chọn người nối dõi phải là người chịu khó, kiên trì và phải là người có tâm đức. Nhiều người ở địa phương đã được ông Tương chữa khỏi bệnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Trọng Lực, trưởng thôn 3, xã Thạch Mỹ cho biết, thầy lang Nguyễn Văn Tương đã chữa bệnh cho người dân nhiều năm, nhưng đó là bài thuốc gia truyền. Họ truyền nghề từ đời này sang đời khác, con cháu họ kế nghiệp và phát huy những phương thuốc quý báu của dòng họ mình. Chúng tôi cũng chưa thấy có ý kiến không tốt về bài thuốc của thầy Tương. Hàng ngày có rất nhiều bệnh nhân bị ung thư vạm họng, yết hầu đã tìm đến chữa trị. Nhiều người ở địa phương cũng đã được ông Tương chữa khỏi bệnh. Với bài thuốc gia truyền, lương y Nguyễn Văn Tương không chỉ chữa trị bệnh ung thư vạm họng mà các loại bệnh ngoài da cũng được ông điều trị khỏi. Bài viết chỉ mang tính tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị hỏng cả hai quả thận, bác sĩ nói vô phương cứu chữa, cũng bất ngờ hồi sinh nhờ bài thuốc dân gian này. Chia sẻ cho hàng triệu bệnh nhân được biết nhé. Năm 1993, anh Ngô Sĩ Lạc mắc bệnh thận. Căn bệnh này suýt nữa thì cướp đi mạng sống của anh. Bị hư cả hai quả thận, tiền bạc lại không có. Anh Ngô Sĩ Lạc ở thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, cứ ngỡ mình sẽ sớm lìa khỏi cuộc đời. Trong hoàn cảnh bế tắc, anh tìm uống thuốc nam và hết bệnh, nên hăm hở chia sẻ cây thuốc lạ lùng này với nhiều người, mong giúp họ tìm lại được sức khỏe. Cây thuốc nam lạ. Năm 1993, anh Ngô Sĩ Lạc mắc bệnh thận. Căn bệnh này suýt nữa thì cướp đi mạng sống của anh. Tôi điều trị ở bệnh viện tại Phú Yên, vô bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra bệnh viện ở Vinh, Nghệ An. Bác sĩ đều nói cả hai quả thận bị hư, tôi phải ghép thận nếu có tiền. Anh Lạc làm gì có tiền, có thận để mà ghép. Năm 1984, từ Diễn Châu, Nghệ An, anh đến huyện miền núi Sơn Hòa lập nghiệp, rồi anh đi bộ đội sang chiến trường Campuchia. Bị bệnh sốt rét hành hạ, anh Lạc xuất ngũ một năm sau đó. Trở về Sơn Hòa, anh lập gia đình, hai vợ chồng mưu sinh trên rẫy. Đến khi anh Lạc ngã bệnh, vợ chồng anh phải chuyển nhượng 1,5 hectare đất rẫy để chạy chữa thuốc thang. Không có tiền ghép thận, anh đành buông xuôi, mặc cho số phận. Anh được đưa về nhà và bị căn bệnh quái ác hành hạ, dẫn đến phù, co rút hai chân, không thể đi được. Khi đó, người đàn ông sinh năm 1967 này yếu đến mức được vợ và bạn dìu hai bên, cũng không còn sức để đứng dậy. Cứ ngỡ mình sẽ chết, thì ngày nọ, anh Lạc hay tin ở Tuy Hòa, có một người đào vàng bị hư cả hai quả thận, bệnh viện chê trả về.
rồi bệnh nhân đó uống thuốc của một người dân tộc thiểu số ở Phú Túc, Krông-pa, Gia Lai và khỏe mạnh trở lại. Như người sắp chết đuối, vớ được cọc, anh Lạc nhờ em trai lên Phú Túc lặn lội tìm người đàn ông kia để mua thuốc. Em tôi mua được 2 khúc cây, mỗi khúc dài khoảng nửa mét, to bằng cổ tay, với giá 150.000 đồng. Về nhà vạt mỏng, rang vàng hạ thổ, rồi nấu sôi kỹ để tôi uống thay nước. Đêm đó, sau khi uống hết ấm thuốc đầu tiên, tôi rất mệt. Nhưng sáng hôm sau thì thấy đỡ nhiều. Tôi liền bảo em lên Phú Túc mua thêm thuốc. Uống đúng một tháng thì khỏe. Tôi đi siêu âm lại, bác sĩ bảo thận không có vấn đề gì. Anh Lạc tươi cười kể về chuyện mình đã thoát khỏi căn bệnh một cách kỳ diệu. Chia sẻ niềm hy vọng khỏi bệnh, anh Lạc vô cùng tò mò muốn biết cây thuốc gì đã giúp mình bước qua cửa tử, nên đem khúc cây đến gặp nhiều người dân tộc thiểu số sống ở địa phương để tìm hiểu. Tuy nhiên, tất cả đều lắc đầu, chẳng biết đó là cây gì. Bởi vì trước khi bán thuốc cho gia đình anh Lạc, người đàn ông ở Phú Túc đã chặt cây thuốc ra thành từng khúc và trên cây không còn một cái lá nào. Vì vậy, người ta không thể nhận diện được. Khỏe mạnh trở lại, anh Lạc tiếp tục làm rẫy và mua cây thuốc trữ trong nhà. Mỗi lần lên Phú Túc, tôi mua từ 1 đến 2 triệu đồng tiền thuốc để dành trong nhà. Ai cần thì tôi chia lại cho họ, anh Lạc cho biết. Cách đây 3 năm, anh Cao Văn Thìn ở thôn Nguyên Trang đồng hương với anh Lạc, mắc bệnh sốt rét, sau đó tiểu ra máu rất nhiều. Anh Thìn đến bệnh viện khám thì được khuyên nhập viện để điều trị. Lúc đó vợ tôi cũng bệnh, đang lúc mùa màng mà gia đình lạ neo người nên tôi không nhập viện. Anh Lạc hay tin, đưa cho tôi một khúc cây, bảo về sắp uống thử. Tôi uống vào thấy đỡ, nước tiểu trong trở lại. Công nhận cây đó hay, cách sử dụng cũng rất đơn giản, anh Thìn kể. Anh Thìn cho biết, sau khi uống hết 4 ấm thuốc, anh khỏi bệnh cho tới bây giờ. Khúc cây thuốc mà anh Lạc đưa, giờ vẫn còn một ít, anh Thìn cất kỹ để dành. Nó chẳng bị mối mọt gì cả, dù tôi cứ để khơi khơi như thế, anh Thìn nói. Rồi cũng như anh Lạc, anh Thìn rất tò mò, muốn biết rốt cuộc cây đó là cây gì, hay vậy. Hai anh em đã lên Gia Lai mua thuốc và theo dõi người đàn ông đó vì muốn tìm ra gốc gác cây thuốc, nhưng mà không được. Anh Thìn tươi cười kể. Không chỉ nhiều người dân ở đây, thôn Nguyên Trang biết về cây thuốc của anh Lạc, mà người ở xa cũng gọi điện đến đặt hàng. Anh Lạc nói, tôi đã chia thuốc cho rất nhiều người, gần có, xa có, giờ không thể nào nhớ hết. Có người ở Cam Ranh, Khánh Hòa, uống hết bệnh rồi mà vẫn mua thêm, nói là để thủ trong nhà. Một người tên Thi bị phù, ứ nước ở thận, uống thuốc hết bệnh rồi thì mua về bán cho dân trong vùng. Tức trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có người điện ra tìm mua cây thuốc này. Một trong những người ở thành phố Hồ Chí Minh đã mua thuốc của anh Lạc là anh Nguyễn Đức Thái, sống tại quận Thủ Đức. Qua điện thoại, anh Thái cho biết, 2 năm trước, thận của tôi bị ứ nước độ 2. Nghe người ta mách bảo, tôi mua thuốc của anh Lạc, uống chừng gần 1 tháng thì khỏi bệnh. Từ đó đến nay, tôi vẫn đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả đều ổn. Theo lời anh Lạc, cây thuốc mà anh trữ trong nhà chuyên trị chứng suy thận, phù do bệnh về thận, thận ứ nước, tiểu ra máu do tổn thương thận. Còn bệnh sỏi thận thì cây thuốc này bó tay. Khi phóng viên tỏ ý muốn biết mặt mũi cây thuốc, anh Lạc kêu vợ mang ra một khúc cây to bằng cổ tay trẻ con, có gai, màu vàng rất nhạt. Rồi anh mang ra một cái máy bào, tiệt khúc cây vào cửa. Anh Lạc bắt đầu bào và dằm số xả băng ra. Chốc sau, anh đã có một bóp to dằm mỏng vào từ cây thuốc, có mùi hăng rất nhẹ. Anh Lạc hướng dẫn, đem cái này rang vàng, hạ thổ rồi cho vào ấm đất, đổ 4 chén nước, đun sôi kỹ rồi uống thay nước, thế thôi. Một ấm thuốc nấu từ 2 đến 3 nước mới bỏ. Cũng theo anh Lạc, người bị suy thận phải uống từ nửa tháng đến 1 tháng mới có kết quả. Còn người bị phù do bệnh về thận thì chỉ cần uống trong 5-10 ngày. Có người ở thành phố Tuy Hòa điện lên hỏi về cây thuốc,
rồi hỏi về có cần đưa bệnh nhân đến để bắt mạch không. Trời, tôi đâu phải là thầy thuốc. Tôi may mắn biết được cây thuốc này cứu được mình, sau đó thì giúp cho bà con thôi, anh Lạc nói. Trao đổi xoay quanh cây thuốc bí ẩn đang được anh Ngô Sĩ Lạc chia sẻ với nhiều người mắc bệnh thận. Đông y sĩ Lê Văn Phước ở thành phố Tuy Hòa, người đã có nhiều năm sưu tầm, giới thiệu những cây thuốc quý nói: muốn biết đó là cây gì, hoạt chất của nó như thế nào thì phải gửi tiêu bản đến viện dược liệu để các nhà chuyên môn xác định. Cũng theo ông Phước, trong nhiều trường hợp, thổ nhưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc chiết xuất được dược liệu từ cây thuốc và phải thu hái đúng quy trình, nếu không thì cũng không có tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những người có chết cũng không được ăn bánh mì. Bánh mì là thực phẩm rất thông dụng, nhưng nhiều người không thể ăn được. Bánh mì là món ăn ưa thích của nhiều người vì tiện lợi, nhanh gọn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết trong bánh mì có chứa nhiều chất phụ gia, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người ăn nếu như ăn quá nhiều. Không giống như các loại thực phẩm khác, bánh mì và những sản phẩm chế biến từ bánh mì thường không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cơ thể. Bánh mì được làm từ một ít bột mì, nhào với bột nở khiến bánh phồng to lên. Do đó, nó không có nhiều chất dinh dưỡng, chỉ là thức ăn bổ sung, có tác dụng chữa đói kịp thời. Ngoài ra, hầu hết các loại bánh mì, đặc biệt là bánh mì đóng gói trong siêu thị, cửa hàng, thường chứa rất nhiều muối. Đặc biệt, khi bạn ăn dưới dạng hamburger hay pizza, sandwich, có nghĩa bạn đang nạp một lượng muối vượt mức vào cơ thể. Ngoài ra, nghiên cứu mới cũng cho biết, những người ăn nhiều bánh mì trắng sẽ tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim so với những phụ nữ ăn ít loại thực phẩm này. Dưới đây là danh sách những người tuyệt đối không nên ăn bánh mì. Người bị bệnh về tim và cao huyết áp. Trong bánh mì có chứa một loại cholesterol xấu và hàm lượng tinh bột cao, khiến cơ thể dễ tích tụ nhiều mỡ thừa không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe của mình, những người có tiền sử bệnh về tim và cao huyết áp tuyệt đối không nên ăn bánh mì. Người bị bệnh táo bón. Bánh mì không giàu chất xơ, chúng chứa một lượng lớn bột và như chúng ta đã biết, bột là loại chất kết dính. Đó là lý do tại sao ăn bánh mì nhiều sẽ gây ra táo bón.